Привет, Добрый вечер. Так, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cách 5 đấy. Mạng nó hơi yếu ấy. Vừa rồi thấy nó hơi bị trục trặc một chút, không biết là em có nhìn thấy màn hình không? Em thấy rồi thầy ạ. Ok, thế tốt rồi. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cách 5 của chúng ta đấy. Cách 5 ở trong tiếng Nga. Cách 5 trong tiếng Nga thì nó thể hiện như thế nào? Đấy. Tất nhiên là về cái ngữ pháp của nó thì chúng ta sẽ không cần nói đến nhiều, mà chủ yếu là chúng ta sẽ học cái cách biến đổi của nó đấy, cách biến đổi, cách biến đổi của danh từ đó. Thế thì trước hết là chúng ta sẽ xem cụ thể luôn một số danh từ. Chúng ta có danh từ engineer đấy, engineer là cách một đấy, cách một. Đấy, khi sang cách năm thì nó sẽ có đuôi là in. Ví dụ như là in re nhe râm đấy, in re nhe râm đấy, in re nhe râm đó. Thì chúng ta nhìn thấy đây là cái đuôi của nó là đuôi gì nào? Đuôi ôm đấy, ôm. Đuôi ôm là in re nhe râm đó. Đây là danh từ giống đực. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái danh từ nữa cũng là danh từ giống đực đấy, là preparation. Preparation. Nhìn thấy cái đuôi của nó ở đây là đuôi gì? Đuôi của nó là kết thúc bằng một dấu mềm. Kết thúc bằng một dấu mềm. Khi sang cách 5 thì nó sẽ có dạng là preparation liệm. Và chúng ta nhìn thấy cái dạng đuôi của nó ở đây là yểm. Đấy. Yểm. Bên này mình sẽ viết nhỏ cho nó trông cho nó dễ nhìn đấy. Prita và chuyển liềm đấy, đó, bên này cũng vậy đấy. Engineer đấy, engineer. Tạc, prita và chuyển liềm. Tạc. Tiếp theo, chúng ta sẽ có từ sakhar. Sakhar là đường đấy, sakhar là đường. Thế và chúng ta nhìn thấy kết thúc đây bằng một phụ âm. Đây một phụ âm thì khi sang cách năm nó sẽ thành là sa kha râm đấy, sa kha râm. Thế và đây chúng ta cũng lại nhìn thấy cái đuôi là ôm đấy, đuôi ôm. Đuôi ôm. Đó là ba cái danh từ giống đực đấy, ba danh từ giống đực. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái danh từ giống chung. Giống chung đó. Giống chung thì chúng ta sẽ có chúng ta sẽ bỏ qua một cách này. Giống chung chúng ta sẽ có danh từ pismo đấy, pismo kết thúc bằng đuôi o đấy. Đó thế và khi sang cách năm sẽ là pismom. Thế vậy thì ở đây chúng ta cũng nhìn thấy là nó có cái đuôi om đấy, pismom đấy. Đó chúng ta lấy thêm một ví dụ nữa là Akno đấy. Khi sang cách năm sẽ thành gì? Aknom đấy, Aknom. Thế và ở đây chúng ta cũng lại nhìn thấy dạng đuôi là ôm. Đấy. Đó. Thế thì chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ với một cái danh từ giống chung nhưng mà cái đuôi của nó lại là không phải đuôi ô mà là đuôi ye đấy, đuôi ye. Ví dụ chúng ta có từ Platie. Chúng ta nhìn thấy đây là đuôi ye đấy. Thế và khi sang cách năm sẽ là thành Platiem. Platiem. Thế là chúng ta nhìn thấy một dạng đuôi đây là gì nào? Đuôi yem. Yem đấy. Cũng giống như là ở trong giống đực đấy. Đó. Platiem. Đây là Platiem đấy. Platiem. Đó. Zdanie. Zdanie. Đó. Đây là dạng đuôi nữa, là đuôi ie đấy, ie. Thế và khi sang cách năm cũng là zdaniem đấy, zdaniem. Thế và cũng vẫn là cái đuôi từ yem đấy. Đấy, cái đuôi của nó là yem. Tạc. Đó. Thế vậy thì đó là gì nào? Đó là danh từ giống chung. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái danh từ giống cái đấy, danh từ giống cái. Tạc, danh từ giống cái của chúng ta thì đặc trưng đầu tiên đó là danh từ có đuôi a đấy,
Sistra, sistra. Khi sang cách năm sẽ là sister rồi đấy. Chúng ta nhìn thấy đây là dạng đuôi gì nào? Ôi, ôi đấy, đuôi ôi. Sistra, sistroi đấy. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy một cái danh từ mà có đuôi y giả đấy. Chúng ta có từ chua chia, chua chia. Khi sang cách năm nó sẽ thành như nào? Thành là chua chê đấy, chua chê đấy. Đó. Thế và đây dạng đuôi của nó là gì nào? Dạng đuôi đây là đuôi dề đấy, đuôi dề. Tạc, dạng đuôi dề. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ lấy một dạng đuôi nữa. Ví dụ như từ ra si à đấy. Khi sang cách năm sẽ là ra si dề đấy, ra si dề. Thì đây chính là cái dạng đuôi dề giống như ở trên đấy. Dề. Đó. Dề. Đó. Đấy. Đó. Thế thì vậy thì vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau xem về các danh từ giống cái. Thế rồi có một loại danh từ giống cái nữa mà nó sẽ kết thúc bằng một dấu mềm đấy. Nó từ lưu bộp, lưu bộp đấy. Khi sang cách năm nó sẽ là lưu bộp view, lưu bộp view đấy. Đó thì vậy đây chúng ta nhìn thấy một loại danh từ nữa là gì, nó có đuôi là gì, là đuôi view đấy, đuôi view đấy. Nếu như hay là đây phải nói là gì nào, đuôi không phải đuôi you mà là đuôi giống mềm và you đấy, có nghĩa là gì, giống mềm vẫn giữ nguyên mà nó thêm đuôi you vào thôi đấy. Đó. Đó là cái điều rất thú vị. Tạc. Bây giờ mình sẽ xóa bớt cái này đi cho nó. Đó. Tạc. Ở đây chúng ta sẽ cho sang cái màu khác đấy. Đó. Thế thì đây mới là các danh từ số ít. Chúng ta sẽ xem hai cái ví dụ với danh từ số nhiều. Chúng ta sẽ có ví dụ thứ nhất đấy là chúng ta sẽ lấy cái từ journalist. Journalist khi sang cách nam sẽ là journalistami, journalistami đấy. Thế và lấy một cái ví dụ thứ hai, the ru Zia, Druzia là bạn bè đấy. Sang cách năm số nhiều sẽ là Druzia mi. Đó. Thế vậy thì vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau xem hết cái cách biến đổi của danh từ nó ở cách năm nó như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. Chúng ta sẽ phải cùng nhau. Đó. Và chúng ta sẽ tổng kết lại các dạng đuôi của nó sẽ như thế nào ở đây. Đấy, trước hết là chúng ta sẽ có đuôi ôm. Ôm. Đấy, ôm. Đấy. Sau đó chúng ta có đuôi yem. Đuôi yem đấy. Ôm yem đấy. Đấy cũng vậy thôi đấy. Đó. Giống chung thì nó cũng có đuôi ôm. Và đuôi yem đấy. Giống chung có hai loại đuôi. Tạc. Giống cái sẽ có ba dạng, ba loại đuôi. Ôi. Đấy. Ôi. Ôi. Dê. Dê chua chê chua chê đấy. Chua chê chua chê. Đó. Đó, thế và có một dạng đuôi nữa là gì? Với đây là gì? Giống mềm và you đấy. You. Giống mềm và you. Đó. Đó là dạng đuôi của giống cái. Đó. Thế và bây giờ chúng ta sẽ xem cái dạng đuôi của đây là gì nào? Số nhiều sẽ có đuôi ami đấy, và ở dưới này là gì, dạng đuôi yami đấy, yami. Đó, dạng đuôi ami và yami. Đây là đuôi ami. Đó. Thế thì đây chính là cách biến đổi của các danh từ ở cách năm đấy. Biến đổi của danh từ ở cách năm. Thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử làm ví dụ đấy. Thử làm ví dụ cho nó. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ. Ví dụ như thế nào để chúng ta có cách năm? Chúng ta sẽ nói như thế nào? Cách năm sử dụng như thế nào? Chia hết là nó chỉ nghề nghiệp đấy.
chúng ta sẽ xem một cái ví dụ là nó chỉ nghề nghiệp, chỉ nghề nghiệp đấy, phải chỉ nghề nghiệp. Ví dụ câu chỉ nghề nghiệp như là ya rabotayu đấy, ya rabotayu đấy, in re nhẹ rầm đó, ya rabotayu kiểm. À, như vậy tôi làm việc nghề gì, kiểm đấy, kiểm ya rabotayu in re nhẹ rầm. Thì đây là chúng ta nhìn thấy cái đuôi kính năm đấy, đưa kính năm ở đây đó. À thế đây chúng ta nhìn thấy là đưa kính năm rồi. À thế bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ với danh từ giống cái nào. À, hoặc là chúng ta có thể lấy một cái ví dụ với lại một cái danh từ khác. Papa rabotayet vra chom đấy, vra chom. Thì đây chúng ta nhìn thấy đuôi ôm đấy, đuôi ôm. Ta papa rabotayet vra chom, vra chom đó. À cái tiếp theo nào, chúng ta sẽ có cái ví dụ với lại các danh từ giống cái, danh từ giống cái. À ví dụ như là chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ với lại một cái danh từ medsistra đấy, medsistra, medsistra đấy. À em gái tôi làm y tá đấy, Maya sistra đấy, chúng ta đang nói si hay là mama đấy cho nó dễ đấy, mama rabotayet medsistra rồi đấy, medsistra rồi. À đúng không, đây là rồi, medsistra rồi đó. À chúng ta nhìn thấy là tak medsistra rồi, mama rabotayet medsistra rồi đấy. À đó, thế ví dụ như là chúng ta có thể lấy một cái ví dụ nào đó với lại một cái danh từ khác. Tạc để có thể là ví dụ cho cái đuôi dê, đuôi dê là hơi bị khó đấy. À hơi bị khó với một cái từ gì để có cái đuôi dê nó chỉ nghề nghiệp. Uchi chỉ nhịt xê đấy. À đấy, sistra rabotayet u chi chien nhịt xê đấy. À đó, em gái tôi làm cô giáo đấy. Sistra rabotayet đấy, sistra rabotayet uchi chien nhịt xê đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái đuôi dây này đấy đó. Tak à хорошо, thế bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ để làm sao có cái đuôi ami này đấy, đuôi ami này. Tak đuôi ami. Tak mới đấy, rabotayem bộ tay em đấy, vơ ra cha mi. À mới ra bộ tem ra cha mi, chúng tôi là bác sĩ đấy. À, đó mới ra bộ tem ra cha mi, thì như vậy chúng ta đã có cái đuôi ami này rồi đấy. À, thế bây giờ làm sao để có đuôi yami này. Đấy yami thì chúng ta sẽ sử dụng một cái động từ garis đấy. À ya garus, tôi tự hào đấy. À Rajichin Yami đấy. À, tôi tự hào về cha mẹ mình đấy. À đó thì chúng ta sẽ có đuôi Yami ở đây. Đó. Tak. À vậy thì vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau lấy tất cả cái ví dụ mà sẽ có cái những cái danh từ mà ở cách 5 đấy. À đó. Vừa rồi là chúng ta cố gắng ghép nó vào để có đầy đủ các dạng đuôi. Ôm, yem đấy. Ôi và dì đấy, ôm em, em đây chưa có đúng không? À papa rabotayet uchi chien lem chẳng hạn thì nó sẽ thành đuôi đấy. À uchi chien lem đấy, uchi chien lem đó. À bố tôi làm nghề thầy giáo chẳng hạn đấy, papa rabotayet uchi chien lem đó, thì nó sẽ có đuôi em đấy. À thế như vậy nó có đầy đủ các loại đuôi rồi, ôm em, ôi ye và ami yami đấy đó. À thế thì vừa rồi là chúng ta đã cố ép nó vào với các dạng đuôi như vậy để làm ví dụ. Thế giờ chúng ta sẽ lấy những cái ví dụ nó đơn giản hơn, đơn giản hơn để thể hiện, đó là ở cách 5 đấy. Tạc. À bây giờ người ta hỏi em là em buôn bán cái gì, em buôn bán cái gì. Chém tươi targuis, chém tươi targuis. À em buôn bán cái gì, à em bán cái gì đấy. Chém tươi targuis, chém tít tơ gùi đấy. À các động từ tơ ra gà vạch đấy, tơ ra gà vạch
chim thì taraguis đấy, em trả lời tôi bán quần áo. Ya taraguyu a diez đây đấy, ya taraguyu a diez đây, ya taraguyu a diez đây đấy, đó tôi bán quần áo, ya taraguyu a diez đây, tạc nó vô tạc rồi đấy. Ví dụ như vậy thì chúng ta đã sử dụng được một cái danh từ ở cánh năm là adiesta, adiesta đấy. Đã. Đã. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ khác. Ví dụ như là lần này chúng ta nói gì? Chúng ta sẽ lấy một động từ với lại động từ quy liệt. Động từ trước hết chúng ta chia cái động từ targa vật đấy. Targa vật là buôn bán đấy, buôn bán. Targa vật động từ chia như nào? Ya ya taraguyu đấy. Tươi taraguyu guyes đấy. On Taruguyet. taragui yet đấy. On taraguyet. Mới Taruguyem. Guyem đấy. Với Taruguyet. Yechie đấy. Anh ý Taruguyut. Taruguyut đấy. Anh ý Taruguyut. Đó. Như vậy thì đó là cái cách chia động từ targa vật đấy, targa vật, tag, targa vật, cho nó nhỏ vào đó, đó. Tag. Thế bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ khác mà người ta cũng phải sử dụng ở cách năm đấy. Đi chơi với ai? Skiem tới gu lyais, skiem tới gu lyais, skiem tới gu lyais, skiem tới gu lyais. Trả lời nào? Ya gulayu đấy sơ mà mới tôi đi chơi với lại mẹ tôi. Ya gulayu mà mới đấy đấy. Ví dụ thế, hoặc là có thể nói là gì? Ya gulayu bratam, ya gulayu bratam đấy, ya gulayu chua chê đấy, ya gulayu chua chê, tôi đi chơi với bà cô. Hoặc là gì? Ya gulayu pa d ru gửi ya gulai spadru gửi đấy đó. Thế vậy thì vừa rồi ở riêng ở trong cái ví dụ này em đã nhìn thấy rằng là chúng ta đã lấy tất cả những cái mẫu danh từ mà có thể nó có ở cái năm đấy, có cái năm nó có những cái mẫu này ta khrasho supa nhạt này đấy, hiểu hết chưa, hiểu hết chưa nào? Dạ, cũng hiểu rồi ạ. Hiểu rồi đúng không? Đấy. Ta khá là sợ. Dạ. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái ví dụ biến đổi của một cái loại từ loại nữa. Đấy. Đấy. Chúng ta sẽ có từ loại đó là tính từ. Chúng ta sẽ sang phần 2 đấy. Ta chúng ta sẽ nói là phần 2. Phần 2 đấy. Tính từ tiếng Nga ở cách 5 đấy, tính từ tiếng Nga cách 5 tạc. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem, chúng ta sẽ có tính từ nô vui, nô vui tạc, nô vui đấy, nô vui tạc, nô vui thì khi sang cách 5 sẽ là thành nô vươm, nô vui thì nô vươm đấy. Đấy đó. Chúng ta có tính từ kha ro shi, kha ro shi khi sang cánh nam sẽ thành là kha ro shim đấy, kha ro shim. Đó là giống đực đấy, đó là giống đực. Tạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái ví dụ ở giống chung. Giống chung. Nô vương, ví dụ như là chúng ta nô vương. Novum studentum đấy, studentum đấy. Chúng ta sẽ viết đầy đủ đi. Novi student, student đấy. Novi student, novum studentum đấy. Đấy. Хороший учитель, хорошим учителем đấy, хорошим учителем. Đó. Tiếp theo. Chúng ta sẽ có cái ví dụ красное вино, красное вино,
là rượu vang đỏ, krasne vino. Thì sang cách Nam sẽ là thành là krasnym vinom, đấy, krasnym vinom, vẫn là đuôi ươm, giống như trên là nô vươm, krasnym, đấy, đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem danh từ giống cái. Đây, chúng ta đây là danh từ giống chung, đấy. Thế chúng ta sẽ xem danh từ giống cái. Danh từ giống cái của chúng ta sẽ như thế nào? Ví dụ như là is Vesnaya, is Vesnaya, is Vesnaya aktrisa, is Vesnaya aktrisa, là một nghệ sĩ nổi tiếng đấy, một diễn viên nổi tiếng, diễn viên nổi tiếng. Khi sang cách Nam sẽ thành là is Vesnaya aktrisa, is Vesnaya aktrisa, đấy, is Vesnaya aktrisa, is Vesnaya aktrisa, is Vesnaya aktrisa, đấy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ có sinyaya. Sinyaya. P. Chít. Sa. Con chim màu xanh đấy, con chim màu xanh. Tại sao lấy nyaya để cho nó có cái đuôi khá đặc biệt một chút đấy. Khá đặc biệt một chút. Khi sang cách Nam sẽ là thành là si nhi ya, si nhi. Thì si nhi. Đấy. P. Chít. Si. Si nhai pchit se, đấy. Si nhai pchit se, đấy. Si nhai pchit sa thành si nhai pchit se, si nhai pchit sa, si nhai pchit se, si nhai pchit se, đấy. Đó. Thế thì bây giờ vừa rồi là danh từ giống cái rồi. Bây giờ còn lại là gì nữa? Chúng ta sẽ xem số nhiều, đấy. Đấy. Novye. Studenty. Novye studenty. Thì sang cách Nam sẽ là gì? Novu mi studenta mi, novu mi studenta mi, novu studente, đấy, novu mi studenta mi, novu mi studenta mi, đấy. Ruskie, ruskie, druzia, d, ruzia, ruskie druzia, đấy. Khi sang cái Nam sẽ là rus ki mi dru ziami, ruski mi dru ziami, đấy. Đó. Thế vậy thì vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau xem cái đuôi của tính từ. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau cho nó đấy. Tạc. Đó. Đây là karoshim, đấy. Karoshim. Đó. Đây lại là krasnym, đấy. Đây là thành là ôi, ôi, đấy. Đây là ôi, tạc. Đây là ye, đấy. Tạc. Nó sẽ như là ye, ye, đấy. Thế đến đây là gì nào? Umi, umi, tạc. Nó sẽ như là umi, đấy. Umi. Đây là imi, đúng không? I mi, imi, umi và imi. Nó vô. Thế thì vừa rồi đây là chúng ta đã cùng nhau xem tất cả những cái dạng đuôi tính từ ở cách Nam đấy. Tạc, đuôi tính từ ở cách Nam tạc. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao chúng ta đặt ví dụ với nó đấy. Đặt ví dụ với nó thông thường thì người ta hay dùng những cái dùng những cái động từ. Ví dụ động từ chúng ta là Ya pazna komilsa. Tôi làm quen với ai đó đó. Ya pazna komilsa skiem. Skiem, câu hỏi skiem đấy. Ya pazna komilsa skiem. Ya pazna komilsa skiem. Tôi làm quen với các sinh viên mới này. Với cậu sinh viên mới. Đấy. Là gì? Novum studentum. Diễn tầm. Đấy. Novum studentum. Đây chúng ta có đây. Đấy. Đó. Tôi làm quen với một tôi làm quen với một thầy giáo tốt này. Я познакомился с хорошим хорошим учителем. Đấy. Хорошим учителем, đấy. Đấy. Đó. Thế bây giờ nói ví dụ với cái câu là tôi thưởng thức rượu vang, đấy. Rượu vang đỏ.
Я наслаждаю. Я наслаждаюсь, да? Я наслаждаюсь, Наслаждаю. да? Наслаждаю. Красным, да? Вином, Вином. да? Красным вином. Đó, ты thưởng thức rượu vang đỏ. Đó, thế rồi. Đấy là chúng ta nói cái câu đó để cho nó phù hợp với cái câu này đấy. Cái câu này là gì? Rượu vang đỏ đây, đấy. Đã, хорошо. Thế tiếp theo chúng ta đây là gì nào? Известная актриса. Chúng ta lại dùng cái câu я познакомился đấy. Tôi làm quen với một một cô diễn viên nổi tiếng đấy. Chúng ta sẽ nói là gì? Я познакомился с известной đấy. Известной đấy. Актрисы. Актрисы đấy. Я познакомился с известной актрисой đấy. Đó. Да. Đó. Hoặc là tôi làm quen với những người bạn người Nga. Я познакомился с русскими đấy. Русскими Друзьями đấy. С русскими друзьями đấy. Đó. Hoặc là я познакомился с так, chúng ta có thể nói là gì? Новыми đấy. Новыми студентами. Студентами đấy. Новыми студентами. Như vậy thì trong những trường hợp như thế là chúng ta sẽ nói được với là các danh từ mà nó ở cách năm đấy. Đó. Đã. Dùng cái động từ gì nào? Dùng cái động từ познакомиться đấy. Познакомиться. Đó. Đây. Познакомиться. Вот так đấy. Đó. Наслаждаться. Наслаждаться. Познакомиться. Đó, вот так вот đấy. Những cái động từ mà nó đòi hỏi cách năm nó không phải là nhiều đấy, nó rất ít thôi. Đó. 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 Cái chủ yếu vậy, cách năm chủ yếu chúng ta nói là gì? Chúng ta nói là khi mà chúng ta muốn nói về nghề nghiệp đấy, nói nghề nghiệp. Kiếm un ra bộ tết, trả lời câu hỏi kiếm un ra bộ tết đấy. Kiếm đấy. Kiếm un ra bộ tết. Kiếm ra bộ tết. Ông ấy làm nghề gì đấy? Kiếm un ra bộ tết đấy. Hoặc là kiếm vui ra bộ tế chứ. Có thể hỏi kiếm vui ra bộ tay chứ. Kiếm vui ra bộ tay chứ. Kiếm vui ra bộ tế chứ. Là các ông các bạn làm nghề gì đấy. Các bạn làm nghề gì? Tạ. Có một dạng nữa ở cách năm mà người ta hỏi, khi mà người ta hỏi với cái yếu tố, với cái ý nghĩa là gì, là cái công cụ đấy, công cụ để sản xuất, để làm cái việc gì đó đấy. Đó. Khi mà hỏi về công cụ, ví dụ như là chém tư pieces đấy. Chúng ta sẽ hỏi chém tư pieces. Chém tư pieces đấy. Chém tư pieces. Chém tư pieces. No. Chém tư pieces thì có nghĩa là cậu viết bằng cái gì? Trả lời Я пишу ручкой. Я пишу ручкой. Đấy, tôi viết bằng bút viết đấy. Hoặc là карандашом. Đấy, карандашом. Я пишу карандашом. Đấy. Đúng không nào? Я пишу карандашом. Đó, vậy thì trong trường hợp như thế thì là chúng ta có thể là thấy rằng là đó là cái cách mà người ta sử dụng ở kênh 5. Tiếp theo, vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau xem tính từ này và danh từ ở kênh 5 rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem thêm hai cái dạng đại từ, hai cái dạng số từ loại khác nữa ở kênh 5. Đó. Chúng ta sẽ ghi đây là kênh 5 một đấy. Đó. Kênh 5 2. Đây là kênh 5 ba đấy. Từ loại thứ nhất, từ từ loại tiếp theo mà chúng ta xem đây, đó là đại từ. Đại từ kênh 5. Đại từ nhân xưng là cái gì? Đại từ nhân xưng thì có các đại từ gì nào? Ya, tươi đấy. Ôn, ăn à đấy. Tạc. Chúng ta sẽ đây là viết an là đấy. Mới với và nhỉ đấy. Đó.
thì đây là đại từ, đại từ nhân xưng đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nó biến đổi sang cách năm, nó sẽ biến đổi như nào. Ia thành gì nào? Mình nổi. Ia thành mình nổi. Tươi. Ta bồi đấy. Ôn thì thành im. Anna thì thành là ye. Mươi thì thành ná mì đấy. Vươi thành vá mì đấy. Và a nhi thì thành y mì đấy. Đó. Thì đây có lẽ là những cái dạng này em chưa bao giờ nhìn thấy đúng không? Chả bao giờ để ý đúng không? Đấy. Có phải không? Không bao giờ để ý đúng không? Đấy. Đấy. Đó. Thì bây giờ nó sử dụng như thế nào? Đấy. Sử dụng như thế nào? Đây là cái bảng biến đổi của nó đấy. Đấy. Bảng biến đổi của nó. Chúng ta có thể đóng khung nó lại đấy. Đóng khung nó lại như này đấy. Đó. Đây là bảng biến đổi đại từ nhân xưng ở cách năm đấy. Đại từ nhân xưng ở cách năm. Bên này là cách 1, bên này là cách 5. Đó. Thì bây giờ nó biến đổi như là có nghĩa là gì, chúng ta phải biết sử dụng nó. Sử dụng nó như thế nào? Bây giờ khi nào là ya, khi nào nó là một nổi đấy. Thế bây giờ cô vợ mới hỏi chồng đấy. Jena spraswet muza, vợ hỏi chồng. Em sẽ đi chơi với ai? Skiem ya budu gu liach. Em sẽ đi chơi với ai? Skiem ya budu gu liach. Anh chồng bảo là em sẽ đi chơi với anh. Tới budish gu liach sa mờ nồi đấy. Sa mờ nồi. Thấy em nhìn thấy đây là mờ nồi đấy. Cái từ mờ nồi đây. Nó chính là cái đại từ ia ở cách năm đây đấy. Đúng không? Đúng không? Cái này thì có thể là em nhìn trong lạ mắt thôi, nhưng mà em cũng chắc nghe thấy nhiều lần rồi đấy. Nghe thấy nhiều lần. Sao mà nồi đấy. Tư bù chết gulet sao mà nồi. Thế cô vợ bảo em không muốn đi chơi với anh đâu đấy. Ya nhé khà chú gulet đấy. Ta bồi. Em không muốn đi chơi với anh đấy. Như vậy thì đây nó là cái cách năm đấy. Ya nhé khà chú gulet ta bồi. Đó. Yeah, như khai chú của Lester Boy. Vậy thì anh sẽ nói là gì? Lạt này. Thôi được rồi. Đấy. Idi gulyach sunnam. Đấy. Sunnam. Thế thì đi chơi với con trai đi. Em sẽ đi chơi với con trai đi đấy. Idi gulyach sunnam. Đấy. Idi gulyach sunnam. Thế vậy thì sunnam đây rồi. Đấy. Đấy. Đó. Thế cô bảo. Thế thì em gái của em sẽ đến và em sẽ đi chơi cùng với nó. Đấy. Priyot, Priyot, Maya, Sistra, đấy. Ya, budu, gulyach, Sistroi, 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 ya budu gulyach Sistroi. Đấy. Em gái của em sẽ đến và em sẽ đi chơi cùng với em gái, đấy. Đó. Như vậy thì, thế thì anh chồng bảo, ta gật đá, thế thì, đấy. Ta gật đá. Я тоже. Я тоже буду гулять. Гулять с вами, да? Thế thì anh cũng sẽ đi chơi với các em đấy. С вами. Thế vậy thì chúng ta nhìn thấy cái ngôi vui đây là с вами đây, đấy. Em nhận. Đấy. Đó. Thế vậy thì vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau làm những cái ví dụ với lại gì nào? Với lại đây gọi là gì? Các đại từ nhân xưng đấy. Thế còn một dạng từ loại nữa mà nó cũng sẽ biến đổi đấy, đó là đại từ sở hữu đấy. Đại từ sở hữu là gì nào? Môi đấy. Môi. Từ vôi đấy. Nash đấy. Vash đấy. Môi, từ vôi, nash, vash đấy. Thế và còn các đại từ nữa, ye vô, ye yo đấy, và ich, thì nó không biến đổi đấy. Nó không biến đổi. Cho nên là người ta không động đến nó đấy, người ta không động đến nó, kệ nó. Thứ nào nó cũng là thế mà, nó có biến đổi sang các cách đâu đấy. Ta khá rất xấu. Thế bây giờ môi, môi thì là gì, là dạng gì đây? Môi là dạng giống đực đấy. Sang cách sang cách năm sẽ là mai im đấy, thành mai im. Tờ vôi thành là tờ vai im đấy. Nash thành ná sim, nash sim đấy. Vas thành gì? Va sim đấy. Vas sim. Đó. Đấy. Thế vậy thì đây là
cái dạng giống đực. Thế bây giờ dạng giống cái thì sao? Dạng giống cái nó sẽ như thế nào? Dạng giống cái sẽ là Maya đấy. Maya. Vaya. Vaya. Nasa. Nasa. Và sa đấy. Vasa. Đó, đứng chưa nào? Đó, nó như thế này thôi. Đấy. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem nó biến đổi như thế nào nhé. Maya thì sẽ thành là gì? Sẽ thành là mai về đấy. Từ vai thành từ vai về đấy. Từ vai về đấy. Nasa thì thành na si đấy. Vasa thì thành va si đấy. Nasa thành na si, vasa thành va si đấy. Đấy đó. Tạc. Tiếp theo giống giống được rồi, giống cái rồi đấy. Giống chung thì nó như giống được, em nhớ. Giống chung nó giống được, cho nên chúng ta bỏ qua luôn. Chúng ta xem số nhiều thấy đấy. Giống như là mai gì, mai gì, từ vai gì, từ vai gì đấy. Na si, na si, va si đấy. Đó. Chúng ta cùng biến đổi nào. Mai gì thành mai gì mi, từ vai gì thành từ vai ý mi đấy. Nashi thành nashi mi đấy. Vashi thì thành vashi mi. Thế là xong đấy. Đó. Thế vậy đây là biến đổi của đại từ sở hữu sang cách năm đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vào câu này. Tôi đi chơi cùng với em gái của bạn. Đấy. Ya guyayu. Guyayu. Tờ vai dễ đấy. Tờ vai dễ. Sister rồi. Sister rồi. Sister rồi. Đấy. Tôi đi chơi cùng với người bạn của anh. Ya gulayu. Tờ vai im. Đờ ru. Gầm. Đúng không? Đấy. Đúng không? Ya gulayu. Tờ vai im. Đờ ru. Gầm. Đấy. Đó. Chúng tôi đi chơi cùng với những đứa con của các bạn. Мы гуляем с вашими детьми, да? Детьми, да? Мы гуляем с вашими детьми. Мы гуляем с вашими детьми, да? Đó. Thế vậy thì đó là cái như nào? Đó là cách biến đổi của các đại từ sở hữu sang cách năm, đấy. Đó. Thế vậy thì bài ngày hôm nay là chúng ta sẽ giới hạn ở trong cái việc tìm hiểu các sự biến đổi của các từ loại đấy, từ cách 1 nó sang cách 5 như thế nào. Хорошо, đấy. Đó. Chưa? Nhất trí chưa? Đấy. Đó. Thế vậy thì nó là cái nền tảng cơ sở. Bởi vì ngữ pháp là nền tảng cơ sở mà. Em chịu khó xem lại video một vài lần nhé. Và không yêu cầu em là phải nhớ đâu, đấy. Không yêu cầu phải nhớ. Thì khi mà chúng ta đi vào chúng ta rèn luyện thì lúc đó chúng ta sẽ tự nhớ được đấy. Đấy. Quan trọng là gì? Quan trọng là đối với cái đối với em hiện nay là gì? Em hiểu được cái tính chất ngữ pháp này. Thế và khi mà chúng ta nhìn thấy cái hiện tượng đó ấy, thì chúng ta không ngạc nhiên đấy, mà chúng ta hiểu như vậy cái này nó là cách năm đấy và nó biến đổi như vậy. Và хорошо, đấy. Хорошо. Thế như vậy bài chúng ta tạm dừng tại đây nhé. Cảm ơn em và hẹn em đến. Hẹn em đến ngày thứ sáu đấy. Thứ sáu. Ладно, спасибо, до свидания. До свидания.